tối cứu mua tội các vĩnh biển châu miền châm có huyện Kiềm Tàu, Hướng Hóa, Dâm Xanh, Quảng Trị, Trị Chuống, Khái Nhũng, Úi Khái Nhũng, Liều Bích Diêu, Túc Mại Hằng, Mại Kinh Tế, Bồn Mua Tội, Châm Chuồng Ngọ, Nay Bích Giật Bài Toàn Khâu, Ni Chấm Tháo Tế Tiểu Công Châu Hắc Hái, Túc Mại Hợp, Mại Giói, Cứu Dâm Nay, Dâm có tống tỷ lăng có vĩnh biển trộm biển châm xã Tân Lập huyện Hướng Hóa mông phấn chuống bèo tổng diện tú hội nông dân châm xã trên khoi còi tàu siêu tú mại tế tiểu công bằng bột lống khoi chốt giật khúng chấu chuyển bầu buôn lần biên dân châm bột đào tẩy pia rào châm út có hồ văn khởi châm út làng vây xã Tân Lập huyện Hướng Hóa đàng hoi có khởi chấu bèo ơi căn đàng hoi chợt xanh khú bằng vệ sĩ chít biển lầy bách háng bến háng mai buồn nghiêm nồng căn màu bèo chấu liều tài hát này bèo đi chấu mắt cáo nhận một tông chun để kháng nay có khởi túc hội nông dân túc yêu chuống giấy buồn sàng bèo nghiêm chuông kiếu này nhâm bu giáo công giáo khoa học kỹ thuật dâm chuống kiếu phiếu tháo chá bé chào liền chàng manh lống ói bến diều bằng chiếc trận màu siêu tối mải mây trăm đàng hoi trên những bé chấu bèo bất chợ sảnh chết chỗ nên kháng nay túc hội nông dân dâm út xà buôn nếp buồn sàng bèo nghiêm hát lại bột bèo to để tổng các chàng chốt bài trăm chiến trắng chưa xanh để tổng chiếc cào hàng hát này chưa bôi tổng các hai viên hay chắc chắn sẽ đạt năng suất hơn năm qua và gia đình chúng tôi rất thấy là vui mừng. Xã Tân Lập huyện Hướng Hóa bài pu lăng kiếp buồn trăm và phính trộm biển dâm buồn hát dầm nhận buồn khâu lầm buồn đi chấu liền pu lăng quý bài nghị chợ pham hát a buồn trăm với liền tập thầy tống ịp chỉ chuông bèo châm búa tỏi đồng với ơi can đàng hồi hiếu tuân hai tiểu nay cản hàng ý chính lệnh diệp chu hội nông dân xà đặc biệt yêu thính búa tỏi chống bộ phấn chuông chợ thấy thầy xiềng nghiêm hăng với cóc buồn bèo hát thiên ưu hiệt kiếp bắp buồn bèo khều bắc thơm số gì tháo để chán nay trở sành bồn bèo căn bộ vắng nay đã siêu tố mại tới tiểu công bằng bột lống căn hang phấy triệu bé choan châm giật ha trao pháo bảy chết triệu bé choan giật ha phát huy những cái kết quả chiếu căn tí tiểu công đã cho thuốc căn mô phẳng dân vận thuốc mạch lống châm chấm gần này hội nông dân xã sẽ ánh chiếu mạch chấm mô phẳng mắt cháy hăng bộ phẳng chiếu bèo bế ánh chuống có thành thêm cứu với úi tà xanh điều phong mô tòi mạch trở sành hăng xếp nhập thuốc mạch ổn định châm dần chấm trộm ngò nhất bên mô tòi tống có phính trộm miền tạo cái thu nhập là kinh tế là ổn định để đời sống bà con là ngày càng là phát triển mạnh và giảm nghèo, đặc biệt là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nông dân phát huy được cái vai trò trong cái công tác. Hội nông dân tổng bức chấu canh chú tí tiểu công kháng dân vận bong búa tỏi hiếu trú khoa học kỹ thuật liều cầu hoi cả mày sửa sành hang chấp trồng ngò. Tháng nay đảng ủy sẽ ánh chỉ đạo hội nông dân liên tập khoi quang có nằm màu phấn nhất bên màu phấn chuống dâm múa tỏi các phính trồng miền liều bong buồn buôn búa tỏi tướng bìa cõi biển kéo bách tỏ khăn bong buồn chim cồng xì chăm chuồng ngò đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần cho bà con đồng bào từng bước là được cải thiện và nâng cao để góp phần đồng hát mạng tiền tháo chấu lớn cộng sĩ dân vận hội nông dân xã Tân Lập đã coi tốt gì liền quảng hoang chiến tiền tàu khang chấu lớn kinh tế trên buồn đào tẩy cứu chấm tháo lưu này biết bông buồn chấu cõi viện tàu khang hiệu tròi chấm múa tỏi.